Hôm nay mình sẽ đi tham quan khu vực Trà Vinh với bản quy hoạch từ 2022 đến 2030. Trà Vinh là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, đang đón đầu làn sóng đầu tư từ trong và ngoài nước, có tiềm năng lớn về vị trí khi tiếp giáp biển và sông lớn, đó là sông Cổ Chiên và sông Hậu, và khu điện gió để phục vụ cho công nghiệp, thì cơ sở hạ tầng ở đây sẽ được đầu tư ngày càng mạnh mẽ hơn. Vậy anh chị hãy cùng em xem bản quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, xem có những con đường mới nào hay những khu vực nào đáng để anh chị tham gia đầu tư. Đây là bản quy hoạch của tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Mọi người có thể thấy khu vực phát triển mạnh là những khu vực ven sông và những khu vực ven biển. Đó là nơi phục vụ cho công nghiệp nên sẽ được đầu tư phát triển rất mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, ví dụ như ở đây và ở đây. Và bây giờ thì chúng ta cùng xem trung tâm thành phố Trà Vinh sẽ được quy hoạch như thế nào. Nhìn chung đến năm 2030 thì diện tích đất sẽ được lên thổ cư là rất lớn. Mọi người có thể thấy phần màu hồng là diện tích đất thổ cư. Đây là những khu vực cây lâu năm sẽ được chuyển đổi thành đất thổ cư trong tương lai. Ví dụ như ở những khu vực này, ở hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là còn khá vắng, chủ yếu là đất vườn thôi. Nhưng trong tương lai sẽ được lên thổ cư và phát triển mạnh mẽ khi nằm ven tuyến đường vành đai thành phố. Đây là con đường kết nối với đường vành đai thành phố. Khu vực này sẽ lên thổ cư và xây dựng trường học quốc tế. Sẽ có rất nhiều khu vực được lên thổ cư và thương mại. Tiêu biểu là vị trí này và vị trí ngã tư giữa đường vành đai và đường Nguyên Đán. Đó là sơ lược về thành phố Trà Vinh. Sau đây ta cùng đến với khu vực kế tiếp, đó chính là Cầu Kè. Huyện Cầu Kè cũng khá phát triển khi nằm bên bờ sông Hậu, thu hút được đầu tư cơ sở hạ tầng khá nhiều, với nhiều tuyến đường mới sẽ được mở trong tương lai. Đây là trung tâm của huyện Cầu Kè. Đến năm 2030, diện tích đất được quy hoạch từ đất lúa trở thành đất thổ cư là khá nhiều, và sẽ có một số con đường mới được mở, ví dụ như ở vị trí này và vị trí này sẽ xuất hiện đường liên ấp Bà Nô và con đường liên xã từ Hòa An đến thị trấn. Và anh chị hãy chú ý, khu vực này ở hiện tại sẽ không có con đường nào hết, nhưng mà trong tương lai đây, con đường tránh quốc lộ 54 sẽ xuất hiện. Với nhiều con đường mới được mở rộng và xây dựng thì vùng đất xung quanh sẽ được lên thổ cư. Đó là sơ lược về huyện Cầu Kè nằm bên bờ sông Hậu, với cơ sở hạ tầng ngày được chú trọng đầu tư phát triển thì giá bất động sản ở nơi đây cũng sẽ tăng nhanh theo thời gian. Tiếp theo ta cùng đến với thị trấn Tiểu Cần, dọc theo tuyến đường huyện 29 và DT915 thì chúng ta có thể thấy bất động sản ở hai con đường này sẽ được chuyển đổi từ đất cây lâu năm lên thành đất thổ cư. Và đây là thị trấn Tiểu Cần trong bản quy hoạch đến năm 2030. Mọi người có thể thấy đây là khu vực trồng lúa, nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ được quy hoạch để thành đất ở đô thị, thương mại du lịch và được xây dựng công viên, quảng trường. Và hệ thống giao thông cũng được xây dựng thuận tiện kết nối với các con đường lớn. Cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư. Đây là con đường kết nối giữa Phú Cần và Tập Ngãi. Và sẽ có một số con đường lớn được đầu tư xây dựng để phục vụ cho công nghiệp, ví dụ như đây. Quốc lộ 60 mới sẽ được đầu tư xây dựng trong tương lai. Song với đó sẽ có những con đường kết nối với quốc lộ, làm cho những vùng đất cây công nghiệp và lúa ở đây sẽ được lên thổ cư, ví dụ như khu vực này sẽ được lên thổ cư. Với vị trí thuận lợi nằm bên hai con sông lớn và có biển, thuận lợi cho việc giao lưu hàng hóa và cơ sở hạ tầng ngày càng đầu tư phát triển mạnh mẽ. Sức hút từ các khu công nghiệp sẽ làm cho bất động sản nơi đây tăng mạnh. Trà Vinh sẽ thành một khu công nghiệp dẫn đầu miền Tây. Và đó là sơ lược về quy hoạch của Trà Vinh đến năm 2030. Nếu mà anh chị muốn em check quy hoạch ở tỉnh nào thì mình comment bên dưới. Hoặc nếu mà anh chị muốn đăng ký khóa học xem quy hoạch, cách sử dụng vui lên hoặc là khóa đầu tư bất động sản thì anh chị vui lòng nhấn đường link bên dưới để đăng ký nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.